Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người về sản phẩm, đó chính là Bulitang bán A. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hyundai Kia tại Mobis anh em nhé. Đây, để chúng ta có thể nhìn là cái chất thép sắt của nó này rất là sáng, bóng rồi. Anh em chờ một chút, em sẽ cho anh em xem cái phong bì của nó. Đây, lớp sơn của nó cực kỳ là phê luôn. Anh em nhìn nhá, đây, từ con ốc này rất là sáng, phanh này. Đấy nhá, chờ em một chút này. Đó, anh em nhìn nhá. Đây, phong bì của nó khá là chất. Con này là vòng bi này là của KBC của Korea. Đấy. Được, Korea luôn. Đường trục bi này của nó khá là bé, chỉ có 12 thôi. Đường kính buli thì nó là 78. Đây. Đó. Buli này là buli để chúng ta tăng dây loa điều hòa nhé anh em nhé. Anh em mà quan tâm cần tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.